Xin chào tất cả các bác. Thì hôm nay em có test cho hai anh, đó là anh Mai Hữu Giỏi và anh Azin. Anh số điện thoại của anh Azin là 4442. Anh ở Đồng Tháp, Hồng Ngự, Đồng Tháp các bác nhé. Anh lấy con Martin 1600, có giá con này là 8.700.000 đồng. Và đây, anh đổi đây. Thì anh lấy con này với giá là 8.700.000 đồng, chưa gồm bao ship. Các bác có thể thêm cho em 300.000 thì em sẽ bao ship cho tất cả các bác không nhé. Thì anh Zin anh lại lấy bao ship, anh ấy đặt cọc trước 500 rồi, thế anh còn phải thanh toán là trả 8.500.000 đồng thôi. Đấy, thì hôm nay anh này cũng đặt cọc 500 thì còn 8.200.000 bao ship các bác nhé. Thì rơi giá con này là 8.700.000. Đấy, thì các bác có thể thấy là các bác có thể nhìn qua một lượt. Thì đây là con Martin MX1600. Con MX1600 này thì công suất của nó là 1600W trên một kênh ở chế độ 8 ohm và 2000W ở chế độ 4 ohm các bác nhé. Các bác có thể chơi được súp kép này, phun đôi này, phun đôi kể cả coi 125 cũng chơi được hết các bác nhé. Và dư công suất nó ở 1600W trên một kênh ở chế độ 8 ohm và 2000 đến 2200W ở chế độ 4 ohm các bác nhé. Còn bridge lên tới 3200W cơ, rất là khủng. Hôm thì hôm nay em test luôn hai con cho hai anh luôn. Nói chung là người thật việc thật, đâm ra em sẽ test trực tiếp cho hai anh và đóng hàng cho các anh. Đây là hộp của con MX1600 các bác nhá. Hộp thì có ấy ước đầy đủ xốp xiếc. Con này thì những hàng này thì nó được hai lớp thùng các bác nhá. Được hai lớp thùng luôn. Đấy các bác có thể nhìn thấy hai lớp thùng. Với những con đẩy này thì hiện tại em đang báo giá là 9 triệu là bao ship toàn quốc. Đấy, vì những cục này thì nó nặng ngoài 40kg cơ các bác nhé. Nặng ngoài 40kg. Thì nếu mà các bác chịu ship thì em nghĩ nó rơi vào tầm khoảng độ 400.000 gì đó. Nhưng mà em có thể là em bao ship cho tất cả các bác thì các bác chỉ việc thêm 300.000 thôi. Tuấn ấy bật lại bài nhạc cái xem nào. Và em cùng test cho tất cả các bác. Em test nhanh một con trước thôi, còn một con sau thì em sẽ test sau, chứ làm clip mà test cả hai con thì nó hơi dài. Đấy, bật lên này. Các bác có thể thấy rất là êm các bác nhé, con này chạy mạch class H rất là êm. Đấy. Đấy. Rất là êm luôn. Công suất rất là khỏe, đánh rất là lực. Đấy, đánh rất là lực. Đấy. Cắm sang kênh 2 đi em. Đấy. Đấy, các bác có thể thấy. Đánh rất là lực. Hiện tại các bác có thể đánh được full đôi các bác nhé. Full đôi. Và tiếng con này phải nói là tiếng nó cực kỳ là hay. Vì tại sao? Nó sử dụng là sò Toshiba. Sò rất là to, con sò to bằng ngón tay em cơ. Hôm nay tiện thì em chưa tháo được ra. Đấy, hôm sau, bác nào mà muốn xem nội thất con này, các bác có thể truy cập được vào website thangcaoaudio.com. Đấy, thì các bác có thể xem được nội thất luôn. Hoặc các bác gõ là trên YouTube là Martin MX1600 Thắng Cao Audio là nó sẽ ra nội thất các bác nhé. Chạy thì con này sử dụng đến 4 quạt, chạy rất là êm luôn, mát rượi luôn. Đấy, em đi chuyển kênh 2 cho anh cái. Đấy, chuyển kênh 2 đi. Đấy. À đây rồi, ok. Đỗ kênh 1 đôi loa. Đấy, các bác có thể đánh được với 725 thì các bác chơi được 1 cặp. Hoặc là súp kép thì các bác chơi được 1 cặp súp kép không nhé. Và tiếng rất lực. Đấy, 2 kênh. Rất là lực luôn. Tiếng bát, phải nói là cái tiếng bát rất là rõ ràng và lực. Và tiếng check thì cực kỳ tăng. Các bác có thể nghe hay tiếng bát thì cực kỳ lực. Rất là lực. Thì cũng rất là cảm ơn hai bác, anh Giỏi ở Cà Mau và anh Zin ở Hồng Ngự, Đồng Tháp. Hai anh này thì lần đầu mua hàng thôi, nhưng các anh đều tin tưởng và cọc trước cho em là 500.000. Đấy, thì ok, các bác nào có nhu cầu mua hàng, các bác có thể liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại này hoặc truy cập trực tiếp với website Thắng Cao Audio các bác nhé. Riêng em nhắc lại với các bác là các bác nào mua cục đẩy hoặc là mua loa bên em là bắt buộc các bác phải cọc trước cho em 500.000 các bác nhé. Hoặc là 1 triệu, mua loa thì phải cọc 1 triệu, còn riêng đẩy thì phải đặt cọc trước 500.000. Đấy, thì cái tiền đặt cọc này thời gian nó cũng không nhiều, nhưng mà nó là cái mà chắc chắn với các bác, chắc chắn với em là các bác lấy hàng. Vì tại sao? Em muốn gửi hàng chất lượng đi, chất tất cả sản phẩm của em đều là được test hết rất là cẩn thận trước khi đi. Và không may có một bác nào đó các bác lại
Tại không lấy hàng, không nhận hàng thì cái tiền đấy nó bù vào cái tiền vận chuyển thôi, chứ em không được đồng nào. Đấy, em cứ nói luôn, khi ship cho tất cả các bác, nhiều người ấy, em ship những cái con súp JBL 718 ấy, súp ship lên tới tận 600.000, 700.000. Đấy, nhưng mà em chỉ nhận các bác là 500.000 cọc thôi. Nhưng mà nếu mà các bác bao ship, nếu mà em nhận bao ship, em chỉ nhận 350, 400.000 bao ship cho tất cả các bác. Thì như vậy thì em có thiệt hay là em lãi các bác? Thế là em thiệt. Đấy, mà trong khi đó con súp ấy đi gửi chắc chắn, nếu mà các bác trả tiền ship thì nó phải lên tới 600-700 nghìn. Nhưng em trả tiền thì em chỉ thu các bác là 350 thôi. Đấy, các bác cứ yên tâm, cái vấn đề là rất là tiết kiệm cho tất cả các bác. Và giá ship giúp lúc nào cũng ưu đãi. Những cục đẩy hôm nay thì em có MUXLA 850 và Martin 1400 đây các bác này. Đấy, hai cục đẩy đây em đi ship. Con này em chỉ, con 850 này em cũng chỉ có thu 250.000 tiền ship thôi. Còn con cục đẩy này em chỉ thu là 350, 400.000 tiền ship thôi các bác nhé. Đấy, cũng không nhiều đâu. Còn những cái thiết bị nhỏ như là vang hoặc lọc xì hoặc mic miếc thì em này em, cái, những cái này em bao ship. Đấy, riêng loa với đẩy các bác nhé. Riêng loa đây, đẩy đây thì tất nhiên là em sẽ phải tính tiền ship vì nó rất là nặng các bác nhé. Các bác chú ý phải đặt cọc giúp em. Đấy, mọi vấn đề mua hàng các bác có thể liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên trên, hoặc là truy cập website Thắng Cao Audio các bác nhé. Các bác có nhu cầu thì các bác hãy liên hệ trực tiếp và bên em sẽ bố trí giao hàng, tiết hàng rất là cẩn thận các bác nhé. Hôm nay thì có thời gian thì có hạn thôi nên em tiết nhanh một con này. Còn con dưới thì một lúc sau em tiết, vì bây giờ còn phải đóng hàng rất là nhiều hàng đi. Đấy, còn khá đơn các bác nhé. Rồi, ok, chào tất cả các bác, hẹn các bác những clip lần sau ạ.